nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi an toàn và chuẩn bị cho việc mở cửa trường học trở lại, cũng như tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn linh hoạt sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Sau hơn 3 tháng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, số ca mắc mới của cả nước tăng so với thời gian trước, nhưng do triển khai mạnh mẽ công tác tiêm chủng nên tỷ lệ ca tử vong giảm mạnh từ 2,4% xuống 1,2%. Số ca diễn biến nặng, nguy kịch cũng giảm. Cả nước hiện ghi nhận 166 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó chỉ có 6 ca ghi nhận trong nước, còn lại là các ca nhập cảnh đã được kiểm soát ngay. Báo cáo với Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết, qua các đợt dịch, tuy ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, nhưng tỉnh Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tỷ lệ chuyển ca nặng và tỷ lệ tử vong của Hưng Yên rất thấp. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng của tỉnh những tháng cuối năm 2021 tăng mạnh, giúp đạt và vượt nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cả năm. Hưng Yên cơ bản hoàn thành tiêm vaccine liều cơ bản và đang triển khai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine mũi 3. Số lượng vaccine về đâu thì chúng tôi tiêm hết đến đó. Và ước tính khoảng đến ngày 29 Tết thì tỷ lệ khoảng 60%. Và riêng đối với toàn bộ các công nhân khu công nghiệp của toàn tỉnh phấn đấu khoảng 100%. Hưng Yên ưu tiên tiêm cho các đối tượng đó là các công nhân lao động để đảm bảo các nhà máy hoạt động bình thường và không ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế. Đối với lại công tác phòng chống dịch trước và sau Tết thì chúng tôi đã có kế hoạch đảm bảo là thứ nhất là người dân về ăn Tết cũng được đảm bảo thông thoáng đi lại và không ảnh hưởng gì đến việc đi lại người dân, nhưng mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch. Nguồn lây bệnh chủ yếu là xác định đó là nguồn biến động dân cư, test nhanh đảm bảo là chính người mà các địa phương về, tức là các người con quê hương về, đảm bảo được phát hiện sớm thì như thế để đảm bảo sức khỏe cho người dân và bản thân những người dân ở tại địa phương thì không bị lây nhiễm. Vì chúng tôi ở đây là các khu tổ dân phố, khu dân đã đảm bảo rất là chặt chẽ. Sau ăn Tết tất cả các học sinh sẽ được đi học trở lại. Cuối cùng là cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các và Bộ Y tế thì quan tâm cung cấp thuốc cho hỗ trợ cho Hưng Yên cái thuốc điều trị F0 hiện nay là Hưng Yên cũng đang thiếu cũng rất là nhiều. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tham mưu trình Chính phủ ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch giai đoạn mới, tổ chức hiệu quả chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine xuân 2022. Mục tiêu cao nhất là phải giảm tối đa ca tử vong, đảm bảo tối đa an toàn sức khỏe cho người dân, không để bị động bất ngờ với các biến chủng mới. Tinh thần là cần mở cửa trường học trở lại sớm nhất, nhanh nhất có thể trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 4, dần mở cửa du lịch trên tinh thần đồng bộ, tổng thể nhất quán, không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải đảm bảo an toàn, an ninh và an dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.